Tại cái câu mà xưa giờ tôi vẫn cứ dặn mọi người á, học ít á thì hiểu nhiều, còn học nhiều thì không hiểu mẹ hết, bị học nhiều quá đủ chơi được rồi. Cho nên nó là nói cái câu đó là Việt Nam, còn Tây á, thì nói cái câu á rêu băng sợ đông cơ đi suy. Cái câu nó bao giờ cũng nói tôi mà suy nghĩ tôi luôn luôn tồn tại. Nhưng mà sau này á, Tây nó thêm câu nữa rêu băng sợ đông cơ rêu mới thôn, tức là hãy mà tôi suy nghĩ gì thì nhầm lẫn. Do đó cái học của mình á là thực ra là trong 2 ngày nay á là mọi người lãnh một là cú đòn quá nặng, tức là quá nhiều trò chơi, phải không? Cho nên đó là tại sao mà thầy kêu mọi người làm cái Zalo á, để cho thầy sẽ gửi bài tiếp cho mọi người nữa. Bởi vì á là mình đã mình đi vô trong cái lò rồi thì mình phải học cho đầy đủ. Thì mình học cái 10 thầy sẽ gửi cho mọi người trong cái Zalo á là 16-8 này, hút không khí này, chợm đá, để mình có cái hiểu biết về đó để mình thực hiện. Rồi sau đó là thầy sẽ đưa một ít bài mà liên quan tới cái này, mọi người cứ yêu cầu thầy gửi qua cho để cho mình về mình xem. Rồi đồng thời á là cái điều quan trọng của cái phương pháp cộng xạ hay là bất cứ một phương pháp nào cũng vậy, đó là cần phải thực hành cho thiệt nhiều. Đó là về nhà mình phải làm cho người nhà, mình làm cho bản thân mình thì mình mới tốt được. Riêng cái vấn đề mà để cho mình có thể có khả năng mà nhạy cảm mà tốt được á thì mình phải luyện tập rất nhiều. Đó là luyện tập rung động thư giãn, chút xíu tôi sẽ nói. Bây giờ ta nói tiếp cái này. Thế thì như vậy á, cái sự chứng minh trong cái vấn đề chi ma á, thì cái phương pháp mà của ông mà Kiệt Liên á, ông Kiệt Liên là người Nga, hai vợ chồng này á là làm cái ra cái chế ra được cái máy, mà cái máy này là chụp thấy được hào quang. Và được mình thấy, khi mình thấy chụp được hào quang mình thấy một điều rất là quan trọng là gì? Thí dụ cái hào quang á là của con người ta là vẫn có tồn tại, cái hào quang đó nó thể hiện qua cái vấn đề chi ma. Và giờ đây tồn tại ở vấn đề là cái lá cây á, người ta mới lấy cái thí nghiệm, người ta cắt cái lá cây, cắt cái lá cây này bỏ ra, rồi người ta lấy cái lá cây người ta chụp lại bằng cái hiệu ứng của Kerian. Mọi người mở cái Google đó, đánh chữ Kerian là sẽ nhìn thấy. Thì đó là hiệu ứng Kerian. Thì khi mà ta chụp vô ta thấy cái đó rồi, cái người ta mới chụp lại, người ta nói chết mẹ rồi, ta tưởng nó mất, ai nhà nó vẫn tồn tại cái lá cây mặc dù đã cắt kho ra khỏi thân nữa. Ok chưa? Đó, như vậy rõ ràng còn sự tồn tại của một cái vết cắt đó. Thế thì cái này là nó chưa lớn chuyện, chứ lớn chuyện nhất là về mặt tinh thần, thấy không? Thân khẩu ý. Bây giờ thì già rồi thì hay quên lắm, nhưng mà thực ra không phải là thân khẩu ý mà là ý khẩu thân, tức là ý trước rồi mới ra miệng rồi mới tổn hại tới cái thân mình. Cho nên ngày xưa người ta nói câu mà thân khẩu hại sắc phàm, là tại vì cái thân khẩu á, khi mình phát ra, mà phát ra trước khi phát ra phải có ý mình mới phát được chứ, rồi mình mới phát ra, khác ra thì làm tổn hại, thì cái này là tính là ý khẩu thân. Cho đó ví dụ bây giờ người ta làm một cái thí nghiệm, một cái lá cây, cái cây đó ông này ông nghĩ nè, sẽ lấy cái kéo ta cắt ngang cái lá cây này, tức là cái ý của ông là ông phóng vô trong cái lá cây là sẽ cắt ngang đó. Thì cái ý nghĩ đó, ông nghĩ về cái đó xong rồi sau đó ông mới lấy cái, người ta mới lấy cái kiệt răng á, người ta chụp lên, người ta thấy có một cái vết cắt ngang cái lá cây đó. Đây, vấn đề là ở chỗ này, tức là cái ý của mình á là mình phóng vô. Cho nên tại sao á ngày xưa người ta làm bùa làm ngải đó, ta nhìn vô trong cái đó, ta nói tao chích chà tà táp, ta lấy cái kìm làm chích cả miệng ốc phu, đưa kìm trăm ngày tháng này, cái thằng kia tự nhiên giật mình cái, thấy không? Cho nên ngày xưa ông bà mình nói á, là hễ mà nhớ mà tóc mà rối, đầu bù tóc rối này mà chảy tóc rớt á, là xin nùi nùi là phải giấu và đừng có để thằng khác nó lấy cái đó nó làm cái vật chứng để mà nó yếm bùa mình, hay là cắt móng tay móng chân vậy đó, tức là những cái gì ở trong cơ thể mình á thì nó làm vật chứng để nó lấy làm một cái tượng hình và nó phóng cái tư tưởng để nó hại mình giống như vậy. Đó là yếm bùa ngại đó. Thấy chưa, thành ra là cái chuyện mà từ khi người ta làm cái này, người ta mới thấy là vấn đề bùa ngải
mà hai người là có thật. Nhưng mà bây giờ cho nên ta nói nếu mà cái chuyện làm hại người ta có thật thì bây giờ mình đi theo cái con đường chính phái, mình không có tà tâm thì mình chỉ nói lời thương yêu thôi. Thế chưa? Mà khi mình nói lời thương yêu, mình gặp tất cả mọi người, mình nói trời ơi yêu quá yêu quá yêu quá thì trong cái tâm mình nghĩ cái chữ yêu thương quá, thấy không? Thì tự nhiên nó quá thành yêu thương, vì chỉ yêu thương thôi mà. Đấy thì mình phóng cái năng lượng tình thương ra. Bây giờ mình quên mấy cái chuyện kia đi, mình cái chuyện bạc ác đó đi. Thì thí dụ mà có ghét là mình cho người ta trái chuối, nải chuối. Thì ý cái này mốt mình học sâu sâu vô còn nhiều cái chuyện lý thú lắm. Và như vậy á là cái của mình á là mình tạo một cái năng lượng tình thương và mình phóng cái năng lượng tình thương đó. Như vậy á là mà thầy nói cái tần số mà não mình á là 7.8 cho đến 8 hẹp thì cái này nó gọi là alpha, thấy không? Thì cái như vậy á, thấy không? Là như vậy á là cái đông ở trong đây đó mà mọi người thấy không, là cái thằng này nó nói là như mà cái mấy người mà bị thôi miên á, hypnosis đó, thôi miên á cũng làm cho cái trạng thái mình vô trong cái trạng thái alpha nữa. Và ở đây nó gọi là écoute the music, lắng nghe tiếng nhạc á. Thì chút xíu mình là học cái cách lắng nghe tiếng nhạc đó, để mà mình đi vô cái vô thức. Nhưng mà cái cách của mình nó đi xa hơn, cái này nó chỉ nói cho mình nghe thôi. Thế thì như vậy á, trong tất cả những cái alpha, delta, theta, delta, được tất cả những cái tần số đó đó, nó là nằm trong cái bộ não mình hết. Nhưng mà cái cuối cùng là mình làm phải sao đạt được cái này, nó đề là relaxation ha, relaxation á là calme nè, rồi là meditation là những cái trạng thái này nó đưa mình vô cái alpha. Do đó cái trạng thái này là từ 8 hẹt á. Thế thì mình phải là tập là để đạt được cái này, còn mấy cái này mình đi có chơi ha. Nó này mấy này nó khùng. Thì em thấy con mắt nó nhắm lại vậy là em thấy nó lù lù là biết rồi. Bây giờ đừng có chơi với ma, chơi với thằng này nè, đừng chơi với thằng ma túy để đạt được cái trạng thái mà mình sung sướng á, thấy chưa? Ok, thế thì như vậy khi sống não của mình nó đi vào trong cái trạng thái alpha đó thì nó sẽ giúp cho cơ thể mình cân bằng lại và không có bệnh tật nữa. Vấn đề là ở chỗ đó. Và bây giờ mình thấy á là để cái những cái bước cái này thầy gửi vô cái đó cho tụi em nha. Tụi em muốn cái thầy gửi cái này cho tụi em nó còn rõ nét hơn nữa. Cái này chụp gì thầy gửi vô Zalo đừng có lo ha. Rồi mấy em nói là gửi cho bản này, thầy gửi bản này ngon lành. Ok, thế thì như vậy á, đây là cái quá trình của rung động thư giãn để luyện tập. Đầu tiên là mình sử dụng cái đũa ha. Rồi khi đũa xong á, mình để đây, mình rờ ngay chỗ số 1, tại vì mình có 7 khu vực đúng không. Rồi bây giờ mình rờ số 1, mình rời số 1 mình nói cho tôi cảm nhận sống của số 1. Thì tôi để như vậy thì nó chạy dọc, mình để như vậy nó chạy ngang, mình để như vậy nó chạy xẻo, có cái quy thuận, có cái quy ngược. Nhưng mà có cái là nó quê nhất là gì, là nó không có quy thuận mà nó không tròn mà nó méo méo xẹo này. Thì mình phải ghi vô tờ giấy. Thầy nói là cái màu đỏ, chút xíu mọi người tập màu đỏ. Thế thì nếu mà sống mà dọc vậy á, thì cái quan trọng của cái cảm xạ mà mình có cái đũa bê-xen á, là nó tìm được cái chìa khóa để mở cái khu vực đó. Hồi xưa giờ ta không biết cái chìa khóa nằm ở đâu, bây giờ mình biết rồi. Thì cái chìa khóa đó là gì? Đó là sống dọc để mở cái khu vực số 1. Thì ta đứng vậy,
tai ta thì lắng nghe tiếng nhạc chút xíu, sẽ mở nhạc cho mọi người nghe. Rồi mọi người bắt đầu khởi động như này. À, mình khởi động như này. Mình khởi động gì ha, đó là dọc, nhưng mà nó ngang. Còn nếu tròn là cái đòn éo éo, nhưng mà lóc tròn mà ngực éo éo, nhưng mà có một cái đặc biệt nữa là nãy mình nói chéo á. Không có chìa khóa làm sao mở vô được. Cái ghê của này là vậy, mọi người sẽ thấy nó độc đáo siêu việt luôn. Mình làm, mình đi tìm hoài, hồi xưa giờ bán cha mà ngồi thiền đồ nữa, tu hành đắc đạo, cái cốc khỉ gì đó mà không biết cái chìa khóa đâu. Nhờ cái thằng này nó mới mở cho mình cái bí mật của cái khu vực của mình. Nhưng mà có một cái điều nữa là mọi người sẽ phải để ý, tức là rất là tức cười. Bây giờ mình hỏi, nó không ngang, không dọc, không thẳng, không gì hết. Đứng yên, chết mẹ rồi, bây giờ sao đây? Giờ tôi chỉ giải mã cái đứng yên. Đứng yên là sao? Dấu chấm. Thế thì như vậy á, là bước đầu là mình dùng cái tôi nói rồi, cây đũa mi sen là cái một cái công cụ để mà đo cái sóng ở trong từng khu vực mình. Đó là cái cách để mở chìa khóa để mà mình đi vào trong cái vô thức. Đấy, cái vấn đề đó. Hồi đó giờ người ta ngồi ta tu thiền, ta muốn để được này được kia, nhưng mà ta muốn vô đó, ta biết cái đường đi. Mà mình có cái đường đi. Cái đường đi của mình á là mình biết mình khởi động. Khởi động bắt đầu là, ta gọi là rung động thư giãn, có ý thức. Mọi người thức. Thì bây giờ tôi quay ngang, tôi đứng ngang, nhắm mắt lại. Nhạc là tay nó nghe nhạc cái này rung yêu là quay thức. Là mình đang quay thức. Cái tự nhiên cái chút xíu cái mình từ từ dừng lại. Vô thức. Đó là vô thức. Khi mà mình động ý thức một lúc rồi, cái từ từ mình chậm lại thì tự động cái cơ thể nó chuyển động. Biết hết, mình kiểm soát được hết. Nhưng mà mình biết hết, nhưng mà mình theo dõi. Lúc đó mình là người theo. Chút xíu thì tôi sẽ nói sao. Thế thì từ cái vô thức đó xong thì lúc đó nó thành vũ điệu vô thức. Vũ điệu vô thức là tại sao? Tại vì nó múa này mới là. Mà từ cái vũ điệu vô thức vậy á thì nó mới là cái vô thức trị liệu. Và từ như cái vô thức trị liệu thì nó mới làm gì? Chính là năng lượng tự chữa lành. Đây, hiểu chưa? Bây giờ bắt đầu. Cái này mình đã làm theo đạo mẫu, cái đó mình qua cái đi. Tại vì mình bỏ qua cái phần nhạc kia, thầy đi sâu thẳng vô luôn cho mọi người. Hey, bây giờ trở lại rung động thư giãn. Khi mà rung thư giãn á thì chúng ta sẽ thể hiện ba hai cái mà quan trọng nhất. Thứ nhất là thể chất, tức là lúc mà mình đi vô rung động thư giãn có ý thức rồi, vô vô thức rồi thì bắt đầu vô vũ điệu vô thức rồi thì mình có thể lăn lộn bò trường nhảy nhót, có những động tác hơi đặc biệt chút xíu. Thì lúc đó tự nhiên cứ thể mình múa nhảy rồi mình tự nhiên, mà hồi đó giờ mình không bao giờ vậy đó, tự nhiên bây giờ múa. Nhưng mà đừng không có quan trọng, tại vì ở đây là chúng ta là cùng môn phái hết á, nên một chút xíu á là dọn ghế hết, bỏ trong ghế để chút xíu nó xách ghế nó đập nhau rồi cũng coi chừng á là có người đứng canh trên kia nó quất một cái bể mẹ cái tủ á. Thì như vậy á là cái những cái động tác của mình á nó là sẽ không phải là mình nữa, nhưng mà mình biết nó múa. Vì lúc đó mình nói à thì ra là mày đây rồi là tao coi mày làm ra gì. Tức là lúc đó con người mình thành hai cái con người tách biệt. Cái cơ thể mình múa là cơ thể thể chất, còn cái con người mình nhìn thấy là cái con cơ thể tinh thần. Nó gọi là core physics, cái một cái core etheric, tức là cái thể mà là hồn, chưa nói là hồn vía rồi nha, chỉ mới đó là mình nhìn thấy rồi mình nói à để tao kiểm soát mà tao coi mày sao, nhưng mà mình chủ động được hết. Cái điều quan trọng là mọi người khi mà nghe người ta tập vậy á thì mình phải để ai tập nó đụng mình thì mình né qua bên đây. Nhưng mà được con gái đây là đàn ông chút xíu tập bên kia, phụ nữ gái rồi tập đây,
không? Chứ để hơi cái mình bạ cái mình sờ của mó rồi gây nguy hiểm. Rồi về tinh thần thì cái này nó là rất là hay cho nè. Tinh thần thì mình có thể khóc, có thể cười, không? Bởi vì không biết từ đâu mà khóc, cái cảm xúc nó xuất hiện đó, không biết cái mình hòa lên khóc. Và có nhiều người khóc thê thảm lắm. Hồi xưa có một cái người học trò của mình ở đây thì tại mình chật mình không có làm, chứ khi mình đi ra mà ra ngoài á, mình ở ra ngoài vùng núi đùng đồ mà rộng đó, mà rồi coi bò lê bò lết khóc lóc đùng thum hết đó, thì lúc đó là cái trong người mình á, nó chất chứa hồi cái thời kiếp nào đâu á, bắt đầu nó khóc, nó la, rồi nó rên, nó rỉ, nó ngồi nó kể lể, thì để mình để cho nó thoát ra hết. Ha, tất nhiên là ở đây mình cũng sẽ có người sẽ xuất hiện, không? Đi học ở đây nhưng mà tức, không? Tức cái thằng chồng mình hồi sáng giờ nó đi nó bực dọc là nó chửi mình, bây giờ mình nổi điên lên mình khóc mình. Ha, thì cái trường hợp đó là mình thả lỏng mà những người khác theo dõi. Theo dõi ai? Mỗi người theo dõi mình. Chứ đừng có bắt đầu người ta tập cái nghe ta khóc liếc liếc rồi nó khóc thì sao? Liếc liếc vậy. Rồi. Và ở đây á mình bao nhiêu cái dùng nén nó sẽ xuất ra. Do đó là khi mình tập cái rung động thư giãn này á, cái điều quan trọng là về nhà á, là mình có cái, nếu có phòng riêng mình đóng cửa lại và mình viết cái bảng ở ngoài đây miễn chiến bài. Mình nói cái này, bữa nay chị tốt, bữa nay tôi đang tập nha. Bởi vì á, mình đang tập, mình đang múa cái là chồng đứng. Giờ mẹ con vợ, ông mẹ thấy mẹ rồi. Nó đi học, mấy bữa đeo bà Phương Hồng. Bây giờ sao tự nhiên nó dị ứng. Ông nó lên đồng rồi, thấy mẹ rồi. Không sao, mình đang tập luyện. Mình đang biết mình đang làm gì đó. Biết làm gì. Nhưng mà có những cái trường hợp mọi người không có thể tưởng được là nó rung động vậy là tới 2-3 giờ đồng hồ không mình không ngừng. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình rất khỏe, không có mệt. Khi mà mình múa mình nhảy rồi á, là nó bị nó khi mà vô trong cái trạng thái mà vô thức rồi á, thì cơ thể mình nó không bao giờ mỏi mệt. Nó không biết mệt và mấy giờ đồng hồ cũng mệt. Chứ cái điều đó lý giải tại sao những người mà đi hầu đồng á, họ lên 6-8 giờ đồng hồ mà hầu đồng mà họ không hề mệt, bởi vì họ đạt được cái trạng thái vô thức. Ok chưa? Không, nhưng mà bây giờ mình đi từng bước vậy thôi. Rồi như vậy á, là người ta mới giải thích là tại sao mà nó có như cái hiện tượng đó. Thì cái này mục đích của rung động ha. Thôi mình bỏ qua đi. Thì như vậy trong cái vô thức trị liệu á, thì cái hoạt động như thế nào? Đây là cái hệ thống cấu trúc về thần kinh. Chúng ta có hai cái hệ thống thần kinh mà rõ ràng là một hệ thống thần kinh động vật, một hệ thống thần kinh thực vật. Động vật thì mình biết rồi, tôi ra lệnh cái tay, cái chân rồi nọ các thứ đó là động vật. Còn hệ thống thần kinh thực vật á, là người ta gọi là hệ thống thần kinh automatic, tức là hoàn toàn tự động. Trong hệ thống thần kinh thực vật này nó gồm hai cái hệ thống thần kinh nữa, đó là giao cảm và đối giao cảm. À, thì cái giao cảm và đối giao cảm nó rất là hay. Thí dụ như mình sốt thì tự nhiên ra mồ hôi đó là giao cảm, nó làm cho cái nhiệt thân nhiệt mình hạ xuống. À, thì cái cơ thể mình nó là tự điều chỉnh đó. À, rồi bây giờ mình khi mình luyện tập cái này thì thông thường á, những cái người nào mà luyện tập rung động thư giãn á, mà đạt được cái trình độ vô thức trị liệu á, là phần nhiều là ăn 16-8 là thực hiện rất nhanh. Còn người nào ăn uống nhiều quá, thực phẩm nhiều quá, cơ thể nặng nề, không bao giờ tập rung động thư giãn mà nó tốt được hết. Do đó là vẫn khuyên mọi người ăn 16-8 để chi, để mà đạt được cái tình trạng cái trạng thái này. Tôi sẽ gửi mà tối nay tôi sẽ gửi lên cái Zalo 16-8 để cho mọi người ai chưa biết thì vô đó đọc. Và như vậy á, là cái mình kích động cái hệ thống thần kinh tự động á, thì đó là bệnh nhiên tự nhiên á, cái bệnh tật của mình á, nó lành lặn hết ha. Các vết thương, các chỗ bị bong, bị bầm dập, nếu không bị tự nó lành hết. Và y khoa đã chứng minh cơ thể có khả năng tổ chức phòng vệ chống lại vi khuẩn hoặc lạ và tự hàn gắn vết thương hết. Nhưng mà tại vì hồi trước giờ mình không có sử dụng được cái hệ thống thần kinh tự động đó, bây giờ mình có cách để tập luyện để cho khởi động lại, để kích hoạt lại hệ thống thần kinh tự động đó, và nó giúp cho mình điều chỉnh lại hết.
quá hay. Đem lại một kết quả khả quan cũng y như vậy. Người ngồi thiền cũng được như mình, người tập luyện mà này nọ các thứ cũng được như mình. Nhưng mà mình không nói với chị người ta, tại vì mỗi nơi nó có một cái bí quyết. Mình có cái may mắn á, là mình có cái chìa khóa để mình đi vô trong cái điều này, thì tại sao mình không sử dụng? Còn cái những người khác họ làm sao kệ họ, miễn sao mình khỏe được rồi. Không, chắc chắn là nó sẽ có kết quả. À, cho nên á, là hệ ý thức lắng xuống thì hệ vô thức làm lành, làm giảng bình đẳng này ha. Ngành y khoa chỉnh xương cũng nói đến sự hiện hữu của một nguồn thông minh nội tạng, giữ gìn sinh hoạt điều hòa thuận lợi cho cơ thể. Chúng ta có thể nói rằng cuộc sống, nhất là trạng thái bệnh hoạn, phụ thuộc vào sự quân bình hay mất quân bình giữa hai hệ thần kinh ý thức và vô thức. Nhưng cái điều quan trọng của mình là khi mà mình đã đạt được cái vô thức á, cơ thể tự chữa lành một cách lạ lùng. Thành ra mình đau mà nó không phải chữa lành bằng thể chất, mà nó chữa lành khỏi bằng cái vết thương tinh thần mình luôn. Cái độc đáo nó nằm ở chỗ đó ha. Rồi, trên căn bản làm yếu dịu thần kinh ý thức này, kích động hệ vô thức để thần kinh khí lực ha, để thần kinh khí lực từ hệ này tác động mạnh hơn lên các nội tạng. Cái vấn đề mà quan trọng của ta đó là khi mà mình rung động á, thì nó có khi mình thấy đứng rung động gì nè, thì nó làm cho co bóp luôn cả nội tạng mình. Cái chuyện mà massage trên cơ thể mình nó là chuyện đương nhiên, nhưng mà khi mà vô thức rồi nó massage luôn cả cái hệ thống ở trong cái cơ quan nội tạng mình đó. Cái điều đó không bao giờ xảy ra nếu như mình không có tập được cái vô thức. Chỉ có vô thức nó mới làm được chuyện này. À, rồi từ đó môn vô thức trị liệu, tức là năng lượng tự chữa lành ra đời và được áp dụng có hiệu quả. Nhưng cái đó là cái của mình đó. Ở bên ngoài tao không biết đâu. Là tại vì lúc trước á, là thầy nhờ đi theo nghiên cứu về cái chầu văn, rồi nghiên cứu về cảm xạ, rồi mình lấy cái đó, rồi nghiên cứu về cái năng lượng, cái medicine energetic, tức là y năng lượng, để mà kết thành cái này. Cho nên á, cái bí quyết của mình vẫn còn nằm ở trong cái của môn phái của mình thôi. À, chứ còn bên ngoài ta cũng không biết cái này ha. Nhưng mình có ai có may mắn thì ok vô cái này, thấy không? Rồi, cái điều quan trọng của cái sự tập luyện này, mọi người xem cái này chính là cái quan trọng nhất. Trong khi mình tập luyện, cái thứ nhất là mình trong cái trạng thái thư thái, tức là thoải mái. Bây giờ chúng ta tập, bây giờ 3 giờ kể cha nó, không cần biết giờ giấc gì, cứ tập thì tính, thấy không? Hãy lắng nghe và quan sát chính mình, cái này mới là quan trọng. Lắng nghe chính mình. Hồi xưa giờ mình lắng nghe thiên hạ nhiều quá, nó nói này nói kia mà đồn tới đồn lui, thằng này nói kia nói xấu nọ được không, nó tôn kia. Bây giờ mình quên hết đi, bây giờ chỉ có mình thôi, mình lắng nghe chính mình. Mà lắng nghe chính mình là lắng ai? Lắng nghe cái cơ thể, cái sự chuyển động của trên cơ thể mình. Vì lúc mình khởi động này, mình khởi động là có ý thức, nhưng mà khi nó chuyển vô thức thì mình mày xoay rồi tiêu diệt. À, tức là mình theo dõi những cái chuyển động đó mà một cách vô thức, mình chuyển động mình theo dõi cái tự nhiên mình ra khóc. Ủa mẹ sao kìa, khóc với cha nội thấy có mày khóc, người ta khóc tôi có mày khóc gì. Tức là bản thân mình biết rằng mình khóc nhưng mà vẫn để cho nước mắt mình rơi xuống, cho cái cảm xúc mình nó chạy ra, không ngưng chặn gì hết. À, không phán xét và không đánh giá. Không phán xét là không đánh giá, tức là kệ mày, không phán xét là tại sao mày vậy, không có đánh giá tại sao mày nó có hiện tượng đó. No here. Lạc quan yêu đời. Và lúc nào mình suy nghĩ đầu óc mình thôi, kệ nó, mình luôn luôn mình lạc quan và kiên nhẫn chờ đợi nếu như những cái hiện tượng này không xuất hiện. Tại vì không phải ai làm cũng xuất hiện, nhưng mà mình có gì không xuất hiện thì không xuất hiện. Mình thật là kiên nhẫn, mình nói không, kệ, cứ tiếp tục làm. Bữa nay không được tới ngày mai, mai không được ngày 1, nhưng mà làm không được nữa về ăn 16-8 làm được liền. Tại cái bụng nhẹ nhàng tự nhiên làm được liền. Rồi, cuối cùng không trông đợi kết quả. Cái quan trọng là cái kết cục của đời mình là để cho đời đất nó vận chuyển, chứ việc gì mà phải biết kết quả làm gì. Mình càng muốn thì nó lại không đến với mình. Mình không quan tâm đến nó, mình không đến nó lại đến với mình. Nó giống như tình yêu vậy. Tình yêu mà hết quan tâm quá thì nó chạy đi, còn mình lùi đi thì nó chạy tới. Hãy đã kêu đi đi. Rồi để năng lượng
hòa hợp vô. Đây là quan tâm dữ lắm á, đang lo cái vụ dây đen dây đỏ đó. Rồi, chạy theo sao? Đây là những cái điều muốn của người Hawaii. Ok. Rồi, rất là mong mọi người sẽ đạt được ý muốn.